Video ngày hôm nay tôi sẽ làm một video chôn. Mà chôn ai thì bây giờ thường nó không có nhà Diễm kể mà Diễm ngủ thì mình cũng chôn hết. Nhưng mà mình đây, Diễm thì vẫn ngồi đây. Đấy, cái view, cái view. Nên mình không chôn được. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang là 6 giờ tối. Nhưng nhà này có một thanh niên hay ăn lười làm, ngủ đến bây giờ vẫn chưa dậy. Mà em quay ra chỗ kia cho người ta xem là ai. Đấy, hay ăn lười làm, ngủ mà đến 12 giờ trưa mà không dậy. Đây 6 giờ tối rồi vẫn không dậy, chỉ có ăn đầu bò, ăn cò. Nên hôm nay tôi quyết định tôi dành một bàn chôn cho anh Huy. Đấy, em biết nào không? Người ngủ mà đeo tai nghe thì mình làm gì người ta cũng không biết. Nên trong đầu tôi đã nảy ra một cái ý tưởng nó rất chi là hay luôn. Mà đảm bảo với anh em là anh em xem chỉ có chết cười thôi. Đấy, thì cái bàn chôn này như nào thì bây giờ anh em theo tôi nhá, để tôi chôn. Bây giờ đeo tai nghe ngủ rồi, nghe tiếng gì nữa đâu. Em đây đi không? Gạo này. Nước này. Không có cái này nào. Rồi bây giờ tôi sẽ đi làm phép cúng ba bánh rau ý. Hôm nay tôi sẽ làm phép vật những ma đơn vị. Anh Miu hay ăn người làm, hay ngủ chỉ ăn đầu bò ăn cò. Anh sống con trên tiền.
anh về anh nghe bao lâu bao đà còn em anh nhớ bọn em các anh cổ rồi anh ơi. Chết không nằm được dáng đúng với người chết, chết phải làm dáng co ro ấy này anh Vy ơi. Nếu mà thích nhà lầu chơi em tốt anh nhớ. Ôi trời ơi anh Vy ơi. Anh Vy ơi. Chúng em buồn lắm anh có biết không. Anh ơi trời ơi buồn lắm rồi anh ơi. Con mẹ là bị buồn. Bây giờ tôi chân bố anh tôi ấy. Đi em. Anh tôi bỏ sớm luôn.
mọi ý tưởng nào ấy, comment xuống dưới để tôi chôn tất cả anh em trong em nhá. Ai có ý tưởng gì hay comment xuống dưới để mình tôi, chỉ mình tôi thực hiện. Anh em thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho tôi và nhớ like share nhá. Còn bây giờ thì tôi phải đi tắm rồi, không tí nữa anh Leo nghe cũng sống cho mất. Bye bye anh em nha.